Ôi, chào mấy anh em nhé. Mỗi ngày lại gặp mấy ông bắn buồn cười, bắn chán với đấy. Nếu còn gì để nói với mấy ông này luôn. Đây là mấy khẩu này bắn này, bom keo này, bộ sửa chữa này. Hết hết rồi, hết rồi. Trận sau mình mua tiếp nha. Trận này là tạm thời đây. Mẹ tên là hai đấu bốn ạ. Một vãi vãi đái thật. Trận này là hai người đấu bốn người. Team mình tổng cộng có 3 người thì lại thêm một thằng AFK nữa là bây giờ thành còn có 4, có 2 thằng ạ. Vãi đái. Này chịu rồi, mẹ một trận đấu nó gọi là vãi đỉnh luôn nhé. Bên này, bên này. Thôi bên này này. Ra canh bên này đi để tao canh bên này cho. Mày cứ canh bên này đi. Bọn nó thì nào, bọn nó cũng công ở bên này cho xem. Ai rồi, còn thằng nữa kìa, hai bạn này. Nó bắn ở đâu ấy nhở? Hết máu rồi, tôi hết phụ máu còn đâu nữa. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Mẹ à, 12 bắn 4 thế này, vẫn liền một thằng AFK đấy chứ. Khổ vãi đái đâu. Trời ơi, nó bắn cu re. Cứu bạn này. Vẫn còn 2 bình máu mà. Hết máu. Double kill. Để tôi bơm máu đã nha. Vãi cả đái. Bên này yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Cố lên, hai bạn này. Mẹ hai cánh bốn là có thật các bạn ạ. Vãi nồi, trận chiến chỉ có hai người gánh bắn với bốn người, đéo hiểu kiểu gì. Tôi cần một khẩu shotgun. Ai có thể là sẽ thay thế cho khẩu này đi. Nãy hết cả bom keo, nghèo vãi đái ra. Hello. Thế mà hai đều ở đây các bạn ạ. Mặc dù team tôi có hai người rồi đấy. Hai người bắn ấy chống cả cả binh đoàn mafia của chúng nó là anh em hiểu rồi đấy. Khổ thế nào. Thành ra nó lại bắn thằng đồng đội tôi rồi. Chạy 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 chạy. Ô. Vãi lìn nó đông quá. Bọn này nó đông quá các bạn. Bắn ăn sao bây giờ. Mẹ hai bắn bốn đến nay bắn ăn sao được. Khó quá. Khó bắn lắm. Hai bắn bốn không chột cũng què này. Chịu rồi trận này. Đây bốn thằng hai đấu bốn định mạnh nhấn nữa. Thủ đi, thủ đi, thủ đi, thủ đi anh em. Bom keo được có mất một quả ở đây. Ai rồi. Ô. Ai rồi. Bên này này anh em ơi. Bên này này. Này này. Bên này hay lắm bạn ơi. Hết máu, hết máu. Xin mình máu, xin mình máu bạn ơi. Tôi vậy lìn thế. Ở đâu nhỉ? Mẹ à, nó đông thế ở đây mình ăn hết quả bom này. Hai bạn ơi, cứu được, cứu được, cứu được, cứu được, cứu được.
Mẹ đéo được rồi. Đi đi đi, tôi đi đi, tôi đi đi. Cố gắng lên anh em ơi. Hay lắm, cố gắng lên. Cố gắng lên. Để mẹ quá hay. Mẹ một trận chiến gọi là căng thẳng đến mẹ. Giây phút cuối cùng đúng không ạ? Sợ cái đấy. Chưa bao giờ tôi bắn trận nào lại căng mẹ như cái trận này. Sợ cái đấy. Bắn cầu này đi. Khả năng tôi kẹp cái Uzi tôi bắn đi cho nó dễ dễ bắn hơn chứ còn bắn mình cũng đéo bắn được. Tôi không có tiền, hết hết tiền rồi, mẹ nãy dùng hết rồi đâu nữa. Nấp đi anh em ơi, nấp đi, nấp đi, nấp đi. Mấy thằng gì này nó công vãi đái thật đấy. Nấp đi anh em ơi, nấp đi, nấp đi, nấp đi, nấp đi. Đéo có súng ấy, đéo dám công. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn này mình cẩn thận, nó công ở trên này đấy. Chúng mày giỏi, chúng mày cứ vào đấy. Gạt luôn chứ còn gì nữa. Tôi đang không đeo tai phone đấy, tôi đeo tai phone thì tôi nghe được. Chứ còn không đeo tai phone khó bắn lắm. Làm gì mày? Hay quá, bệnh ba cánh mấy luôn đó. Hay vẽ lìn ra có với hai thằng bắn cả bốn thằng kim nó. Được vẽ đái ra. Ok, sau một like 12 năm mẹ, trận đấu nó căng phải nói là như di đàn này các bạn, không thể căng hơn được. Một mình gọi là cái gì nhỉ, nó gọi là một mình chống mafia đấy. Ai xem một mấy phút bọn nó làm được bao nhiêu cái nó ăn thua các bạn. Để mình xem cái biểu cảm là nào, khiêu khích à, vỗ tay này, khiêu khích này, lắc này, nhìn ra cái gì đó bạn, nó toàn bày ra để kiếm tiền. Nói chung là mình không ưng cái biểu tượng này lắm, mình không thích lắm. Bây giờ thì chờ tìm trận mới này các bạn này. Nhìn anh người bước về sau để thấy em rõ hơn.